Đức Phật bảo: này Ca Diếp Bồ Tát, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại là thân kim cang, chẳng phải thân tạp thực. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân. Cái câu này đó mình đừng có đọc qua về rồi thôi, uổng lắm. Mình đọc cái câu này rồi là phải tư duy, phải thiền định. Đêm qua tôi đọc câu này rồi, đọc một câu thôi là tôi buông ra, tôi không đọc nữa. Phải thiền định nó mới đã. Bình sanh tôi là mấy chục năm trước cũng vậy, tôi ở thất, tôi ở Bà Triệu, tôi đọc một đoạn kinh mà hay, mà tôi thấy được cái hay sâu sắc của nó rồi á, đóng cửa lại là đạp xe nổ, ngồi trên xe mà thiền định mà chạy một hơi 30-40 cây số, có khi chạy xuống tới mốc con sông của Cát Lái rồi ngồi ngoài bờ ruộng đó tới 6-7 giờ tối mới về, có khi chạy một hơi thẳng ra đó tới Long Thành. Nhưng mà hồi đó thì mấy chục năm trước là đường dễ chạy hơn bây giờ nhiều, nó thưa xe trống trơn, thành ra mình chạy nó khỏe lắm, chạy ngoài khỏe lắm. Bây giờ thì nhà cửa dày đặc hết hai bên, chạy không còn khỏe nữa đâu. Mà đọc một câu rồi mà nó thích thú là chạy đi ra ngoài đồng, ra ngoài ruộng vậy. Trên đường chạy đó là trong đầu cứ làm việc hoài, cái tư duy quán chiếu cái sung sướng đó nó ở trong đầu mình. Ngày hôm qua tôi đọc câu này rồi, nhiêu đó tôi buông rồi. Buông là tôi ra ngoài hành lang vậy, tôi ngồi trong bóng tối vậy. Rồi thôi không đọc nữa, tư duy câu này. Câu này nó có cái gì mà phải tư duy? Đức Phật dạy Như Lai là thân thường trụ, mình thấy được chưa? Thật sự trong đầu óc mình, trong trí mình có thấy được cái sự thường trụ của pháp thân Phật chưa? Nếu như còn mơ màng, còn lãng vãng mơ hồ thì là phải nên thiền định nữa thôi. Thiền định chừng nào mà mình thật sự mình thấy rằng là hiếm bây giờ. Thường trụ có nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng chứ gì. Vậy thì bây giờ đây có thân Như Lai không? Có thường trụ cái chỗ mình ngồi mình ở đây không? À, phải xác định rằng là có. Mà phải xác định không phải một lần nha, không phải lúc ngồi thiền hay là đi thiền hay là nằm thiền nha. Mà chừng nào mà mình thành tựu cái đó, trong lúc đi đứng nằm ngồi ăn uống nói đến động tĩnh gì là mình vẫn biết rằng là lúc nào pháp thân Như Lai vẫn hiện hữu tồn tại và trùm phủ ngay cái chỗ ta ngồi, ta đi, ta đứng. Nói cách khác là không có chỗ nào, ta ngồi đâu, đi đâu, nằm đâu là cái gì mà không có pháp thân Như Lai trùm phủ lấy ta. Ta sống trong pháp thân Như Lai. Điều đó là phải xác định như vậy đó. Bởi vì pháp thân Như Lai là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Mà chỗ nào mà có hiện tượng vạn pháp thì chỗ đó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Chỗ đó là hiện tượng vạn pháp, cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, phải thiền cái đó. Tôi nói ví dụ như đất là đâu có cái chỗ nào mà là sung sướng, mà chỗ nào là đau khổ đâu. Vậy mà đây là các vị đi mua nhà, đây là nghe, mua cái nhà của mình 4 thước ha? Mà mình làm rồi á, mình mua nhà 4 thước rồi là mình làm cái nhà lại không còn được 4 thước nữa. Nếu các vị mà làm cái nhà mà còn đủ 4 thước là có sinh sự rồi đó, sinh đau khổ đó. Mà các vị muốn yên thân á là phải đào móng làm cái nhà, cái lớp ở trong, bỏ cái vách tường ngoài đi. Thế thì bỏ hai bên hết 2 tấc là cái lần giúp tường mới thì mình còn có 3.8 là tốt ạ. Còn nếu mà các gì mà đập vách, mà các gì mà làm cho đủ 4 thước giống như cái nhà mình mua đó hả, có vấn đề. Mọi tường đúc gạch với người ta, nền nhà người ta bên kia nó riêng, nó sụp bên kia là kiện cáo ngay và chửi bới lung tung beng rồi đi kiện à. Thế là cái chỗ đất đó nó làm cho nguyên nhân đau khổ này ra.
Mà kỳ thật là chỗ đất đó, tự tánh của đất là muôn đời là vẫn là thâm tịnh bản. Bản nhiên đó, vậy mà mình sử dụng lệch một tí xíu chân lý ha. Và hai bên nổi như mình phiền não lên, là một cục gạch, một lần gạch xây thôi, mà lấn qua nó thành ra như lấn mà bảo phải lấn. Tại vì mình làm đúng cái lần cũ thì đương nhiên là hai cái giấc nó khích rồi, mà mình moi mình xây đi cho được thì bên kia là nó trống cái chân nhà người ta. Mà nhà người ta nếu ta làm không kiên cố là sụp. Ta có quyền bảo vệ nhà người ta, thế thì ta bảo vệ nhà người ta, mình lo mình làm cái đất của mình mua có giấy tờ 4 thước hả, thế là cự nữ rồi. Mình làm mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của đất, mà kỳ thật đất không hề là nguyên nhân đau khổ. Vậy mà con người sống với nhau không khéo, nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Ở thành phố này là tôi sợ lắm rồi. Hồi tôi ở Bà Chiểu, trời đất ơi, đất tôi đắp xung quanh người ta giật hết trơn. Mà tôi đắp nghĩa là bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng rất là khổ đó nha. Mua đất bùn dưới sông mà đắp lên, mà từ đồng bạc mua lần 5 đồng một xuồng, 5 đồng một xuồng đắp lên á. Rồi lần lần người ta giật hết trơn à, ta lấn lấn riết rồi à. Họ chừa mình được 5 tấc lần lần cái họ phá luôn vách của họ, họ lấy vách của mình họ làm. Mà nói vô đây là tôi đánh một giơ tay á, tôi lấy cái mặt ra tôi đánh giơ tay. Tôi nghe tôi nói trời đất, cái mặt tôi về mà đánh giơ. Rồi leo nóc nhà mình đó, nó làm bên nhà nó, mà leo lên trển mà nó không nói mình câu à, nói ông thầy chùa cho tôi lên nóc nhà tôi sửa nhà tôi hay gì không có. Nó leo về rần trển cho nói đánh giơ tay à. Cho nên bây giờ có lẽ là tôi nhẫn nhục của tôi chịu khổ nhiều quá rồi, Phật cũng thương sao á, giờ cho tôi lên trên rừng tôi ở, giờ đất tôi giờ nó bắt đầu nó rộng rãi rồi. Không có cái thứ mà lấn từ tấc nữa. Ai muốn một tấc là tôi cho luôn 5 tấc. Tôi cho vậy thì người ta quan nghiêm tôi vô cùng vô tận. Muốn tấc tôi cho 5 tấc, muốn 3 tấc tôi cho luôn thước. Miễn là đừng có cất nhà sát bên để ca hát rồi uống rượu say sưa này kia, là cỡ đó là tôi đã quý rồi. Thành ra muốn 3 tấc tôi cho 5 tấc để cho nó thanh tịnh. Cái chất của đất không có đau khổ, mà mình dùng sai cái nó thành ra đau khổ. Cho nên phải thấy cho được, phải thấy cho được là thân Như Lai là thường trụ. Thân bất hoại, vì thường trụ cho nên bất hoại, bất hoại cho nên nó mới thường trụ. Thân kim cang, kim cang như tôi nói nãy, cái chữ kim cang có nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại, nó cứng rắn, nó sắc bén hơn tất cả các cái thứ kim loại khác. Chẳng phải là tạp thực, chẳng phải là cái thân tạp thực. Đó, câu này mà thiền là mệt đó, phải thiền cho kỹ mình mới thấy cái giáo lý hay đó. Thân Như Lai không phải tạp thực. Cho nên mình gặp ông Phật Thích Ca, cái hồ sinh tiên đó mà mình lại đi nữa, thì mình thấy giống như là mình lại Phật vậy. Nhưng mà ông Phật Thích Ca thì ông nói lại như vậy thì giống như là lại Như Lai, giống như lại Phật, chứ chưa trúng đâu. Chưa trúng, chưa lại trúng Phật đâu. Mà muốn lại Phật á, thì Phật dạy cho mà biết, đừng có dựa vào xác thân này, đừng dựa vào ngôn từ của lời lẽ của ta nói. Dựa vào ngôn từ lời lẽ của ta nói mà cho ta đây là lời lẽ này là lời lẽ của một đấng Như Lai, ngôn từ này là ngôn từ của Như Lai, xác thân này là xác thân Như Lai, chưa trúng đâu, không phải Như Lai đâu. Mà phải học rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, là thị nhân hạnh tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, dựa trên ngôn từ thuyết pháp này kia mà gọi là Như Lai, mà tôn trọng mà cung kính cái đó không đó là chưa thấy được Như Lai.
Mà muốn thấy được Như Lai là phải thấy cái gì? Phạm sở hữu tướng, giai thị hư, hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái người mà muốn thấy được Như Lai phát thân Phật hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, thân bất hoại, thân kim cang á, là cái người đó phải thấy được cái tính chất cái gì mà có tướng. Phải biết rằng nó là duyên sanh như quyển, nó là giai dạng pháp giai, giai không đó, nó hư vọng đó, không có thiệt đâu. Mà phải thấy được cái tính chất phi tướng của nó, có nghĩa là đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng chấp trước, đừng bảo thủ, đừng đau khổ gì nó. Mà phải thấy rằng là nó là thuộc về duyên hợp và duyên tan. Duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên tan thì gọi là diệt. Diệt mà không mất hẳn, diệt rồi để sanh. Sanh mà không tồn tại vĩnh cửu, sanh rồi diệt. Thấy được như vậy thì gọi là thấy được cái tính chất phi tướng của dạng pháp, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Người đó mới thấy được cái pháp thân thường trụ của Phật, mới thấy được Như Lai. Như Lai pháp thân Phật là cái đó. Thank you.